Xin chào các bạn, hôm nay là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 27 tây tháng 8 năm 2020. Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ sáu, ngày 28 tây tháng 8. Thì chắc nhiều bạn cũng đã biết là hôm nay là một ngày rất là quan trọng mà nhiều người trong cái thế giới tài chính đã trông chờ trong tuần này tại vì hôm nay là ngày mà chủ tịch Jerome Powell của Fed Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ sẽ phát biểu và thực ra đã phát biểu về cái chiến lược lạm phát trong tương lai của Hoa Kỳ như thế nào. Thật ra thì hôm nay đã phát biểu rất là sớm vì bắt đầu phát biểu là 9 giờ sáng giờ New York, có nghĩa là chỉ 6 giờ sáng giờ Cali và các bạn cũng đã biết thường sống ở Cali. thì sáng nay khi mà thuận thức dậy thì đã thấy rất là nhiều tin tức liên quan đến cái lời phát biểu của Fed và thuận cũng đã chia sẻ những cái tài liệu này trên những cái mạng xã hội và trên trang web thuậncapital.com các bạn có thể lên trang web thuậncapital.com và sẽ tìm thấy những cái bài viết mà thuận đã đăng như là các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình đây chính là bài viết mà thuận đã đăng hồi sáng này và Thuận cũng đã dịch lại nguyên văn cái bài phát biểu của Chủ tịch Ron Powell và đăng đây chính là cái bài lời phát biểu của Fed ngày 27 tháng 8 năm 2020 về chính sách tiền tệ. Thì khi mà các bạn xem cái bài viết này thì có thể là các bạn cảm thấy rất là dài nhưng mà thực ra Chủ tịch Powell phát biểu chỉ là khoảng 10 phút và Thuận cũng hiểu là nếu như bạn là một người mà không có đành về lịch sử của Cục Diễn Bang của Hoa Kỳ cũng như là liên quan tới lạm phát thì cũng rất là khó hiểu nhưng mà Thuận sẽ cố gắng giải thích ngắn gọn trong video này để các bạn dễ hiểu hơn là chuyện gì đang xảy ra và tại sao mà ai cũng quan tâm đến vấn đề này. Thì trên căn bản các bạn sẽ thấy được là những gì được nói tới bởi Fed cũng không có làm cho mọi người quá bất ngờ. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã nghe trực tiếp từ chủ tịch Powell, chủ tịch của cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ là phần trăm lạm phát trong tương lai sẽ có thể qua khỏi cái mức ứng định nghĩa là 2% và các bạn có thể xem lại cái bài phát biểu của Fed ở trên trang web CNBC thì các bạn thấy được là Chủ tịch Powell bắt đầu cái bài diễn văn nói về tại sao mà lại phải thay đổi chiến lược lạm phát và Chủ tịch Powell cũng đã nói là tại vì thế giới tài chính thì luôn thay đổi cho nên không có lý do gì mà Fed không thay đổi chiến lược. Sau đó thì Chủ tịch Powell bắt đầu nói về lịch sử của Fed và phần trăm lạm phát. Bắt đầu từ năm 1990 khi mà phần trăm lạm phát đã tăng lên thì Fed lúc đó cũng đã quyết tâm quản lý phần trăm lạm phát. Nhưng mà cho đến những năm như là năm 2000 thì Fed đã bắt đầu suy nghĩ đến một cái chiến lược phần trăm lạm phát ổn định và thật ra không chỉ riêng là Hoa Kỳ mà lúc đó các ngân hàng trung ương cũng đã suy nghĩ về cái chiến lược phần trăm lạm phát ổn định à, nhưng mà các bạn thấy được là ở cái thời kỳ của Ben Bernanke khi mà Ben Bernanke vẫn còn là chủ tịch của cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ lúc đó là những năm như là các bạn thấy là khủng hoảng tài chính năm 2008 thì lúc đó Ben Bernanke vẫn cho là phần trăm lạm phát cần phải được linh hoạt chứ không phải là ổn định cho nên mãi tới năm 2012 thì lúc đó Fed mới có cái chiến lược phần trăm lạm phát ổn định có nghĩa là có mức là 2% mà chúng ta thường nghe nói tới thì phần trăm lạm phát có liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế cho nên đây là một điều mà rất là quan trọng thì để thường giải thích về cái vấn đề này khi mà các bạn sống ở một cái nền kinh tế mà đang phát triển thì có nghĩa là có nhiều công an việc làm điều này có nghĩa là các công ty phải tranh giành để mướn được người dẫn đến là tiền lương tăng lên và điều này cũng sẽ dẫn đến là chi phí vận hành công ty cũng tăng lên, gián tiếp dẫn đến là các giá cả dịch vụ cũng tăng theo. Thì cũng tương tự, các bạn thấy khi mà các bạn sống ở một quốc gia mà đang phát triển thì người dân sẽ có thu nhập ổn định và có có nhu cầu tiêu xài dẫn tới là cái nguồn cầu tăng lên. Cho nên các dịch vụ và hàng hóa cũng sẽ tăng lên, điều này cũng là một dẫn chứng là lạm phát sẽ xảy ra khi mà kinh tế phát triển thì không chỉ riêng là dịch vụ và hàng hóa mà các bạn thấy là thị trường tài chính cũng sẽ lâm vào tình hình bong bóng. Khi mà người dân chấp nhận nguy hiểm cao và tin tưởng vào nền kinh tế thì người dân sẽ đổ tiền vào những loại tài sản như là cổ phiếu, à, như là bất động sản. Điều này sẽ dẫn đến các loại tài sản sẽ đi vào tình hình bong bóng. Cho nên Chủ tịch Powell thì nói là khi mà một nền kinh tế phát triển liên tục trong một thời gian dài như là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ từ năm 2009 sau cuộc khủng hoảng à, tài chính năm 2008 cho đến nay, có nghĩa là năm 2000 trước khi mà đại dịch xảy ra, thì các bạn thấy được là đã là tăng trưởng liên tục 11 năm. Cho nên khi mà tình hình như vậy sẽ dẫn đến những cái tài sản là quá nóng, quá hot, giá cả tăng lên quá nhiều. Cho nên khi mà gặp một cái tình hình mà không đoán trước được như là cái trận đại dịch này thì thị trường tài chính sẽ rất là dao động vì cái lý do đó cho nên Fed nói là phải nhúng tay vào thị trường có nghĩa là các bạn thấy là chủ tịch Powell đang biện luận về việc mà tại sao mà Fed cục dự liên bang của Hoa Kỳ lại phải bơm tiền vào thị trường tài chính điều mà chủ tịch Powell muốn nói đây là Fed phải bơm tiền để ổn định lại thị trường và nền kinh tế nhưng mà nhiều người sẽ hỏi là tại sao mà lại muốn tăng cái phần trăm lạm phát lên làm gì có phải là rất ảnh hưởng đến nền kinh tế hay là không tại vì khi mà nền kinh tế đang tăng trưởng thì phần trăm lạm phát tăng trưởng cũng sẽ không đáng lo ngại nhưng mà khi mà nền kinh tế không có tăng trưởng như bây giờ thì tại sao fed lại muốn thay đổi chiến lược và cho lạm phát tăng lên Thì đây cũng là một cái vấn đề mà Thuần cũng đã đề cập đến Cũng đã chia sẻ trong một cái video gần đây Đó chính là cái video 862 Mọi người chờ đợi Fed Tại sao thị trường cổ phiếu không phải là đại diện cho nền kinh tế Tại vì các bạn thấy là thị trường cổ phiếu không phải là nền kinh tế Mà nhiều bạn thì cho là nền kinh tế đang hồi phục lại Nhưng mà thật ra cái mà đang hồi phục lại chỉ là thị trường cổ phiếu Chứ không phải là nền kinh tế nếu như mà nền kinh tế hồi phục thì Fed cũng đã không cần phải bài nhiều trò như vậy. Thì nói đến đây, thường nghĩ là nhiều bạn có thể là muốn biết là chiến lược lạm phát mới của Fed là gì. Thì trong những cái video mà thường đã chia sẻ trước đây, cũng đã đề cập đến cái vấn đề này. Thì Fed sẽ theo một cái chiến lược lạm phát mới, đó gọi là chiến lược lạm phát trung bình. Thì cái chiến lược lạm phát trung bình này là gì? Các bạn thấy được là lạm phát trung bình có nghĩa là cái phần trăm lạm phát không có ứng định cho một năm nào mà sẽ tính trung bình Có nghĩa là nếu như các bạn có những cái năm trước đây Mà có phần trăm lạm phát dưới 2% Thì sau này sẽ có những năm hơn 2% Miễn là trung bình là khoảng chừng là 2% Thì các bạn thấy được là đây là Fed đang chen gian Tại vì bây giờ các bạn thấy được là Fed chỉ muốn kiếm một cái lý do gì đó Một cái cớ gì đó để mà cho phần trăm lạm phát tăng lên Điều này sẽ làm cho Fed có quyền được phép in tiền nhiều hơn Để mà bơm tiền vào trong thị trường Thì Chủ tịch Powell cũng đã đưa ra bốn cái lý do tại sao mà Fed muốn thay đổi chiến lược lạm phát. Thì đường chia sẻ bốn cái lý do này. Lý do đầu tiên là nền kinh tế có dấu hiệu suy yếu à, và bơm tiền vào là điều mà cần thiết để mà kích thích nền kinh tế. Đây là cái lý do đầu tiên được đề cập đến bởi chủ tịch Powell vì nền kinh tế đang à, không được tốt lắm, cho nên cần phải có phần trăm lạm phát cao hơn để có thể in tiền ra hỗ trợ nền kinh tế để cho nền kinh tế có thể hồi phục lại được lý do thứ nhì là phần trăm lãi suất bây giờ đã quá thấp và thấp không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ mà là toàn thế giới cho nên khiến cho Fed không thể tiếp tục giảm lãi suất được nữa các bạn thấy được là giảm lãi suất là một trong những cái công cụ mà Fed sử dụng để mà kích thích nền kinh tế nhưng mà bây giờ lãi suất đã là 0% thì làm sao mà tiếp tục giảm suất được nữa nếu như mà không muốn đi vào cái tình hình là lãi suất âm và các bạn đã biết là chủ tịch Trump Powell thì luôn miệng nói là không muốn Hoa Kỳ đi vào tình hình lãi suất âm. Và thứ ba mà đề cập tới bởi chủ tịch Powell đó chính là cái nền kinh tế là phát triển thì lúc đó phần trăm thất nghiệp thấp. Fed nói là lúc mà kinh tế phát triển ở Hoa Kỳ trong vòng 11 năm qua phần trăm thất nghiệp thấp nhưng mà cũng không thấy dấu hiệu là lạm phát quá cao. Và điều thứ tư cũng là cuối cùng được nói tới là tại sao mà Fed lại muốn thay đổi chiến lược phần trăm lạm phát thì cái chiến lược này Fed nói chỉ là một cái chiến lược ngắn hạn để giúp đỡ nền kinh tế trong cái khoảng thời gian này đây là bốn cái điều mà đã được nói tới bởi chủ tịch Powell trong cái buổi phát biểu ngày hôm nay à, một điều mà chúng ta vẫn chưa có rõ cho tới bây giờ đó chính là phần trăm lạm phát của những năm tới đây sẽ là bao nhiêu thì bây giờ thì có nhiều chuyên gia cho là khoảng 2,25% cho đến 2,5% Nhưng mà một điều mà ai cũng tin tưởng đó chính là lãi suất sẽ tiếp tục giữ ở cái mức thấp trong vòng vài năm tới đây như vậy thì những cái điều này có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn, đối với những cái nhà đầu tư? Thì trước hết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển khi mà Fed phát biểu thì các bạn đã thấy là cái thị trường đã tăng lên rất là nhanh hồi sáng này nhưng mà sau đó thì hầu hết các thị trường đều trả cho về các bạn thấy là Bitcoin đã tăng lên đến khoảng chừng là 11.600 đô sau đó đã trả cho về ở cái mức mà thường nên làm video là chỉ khoảng là 11.280 thì chúng ta nhìn vào thị trường vàng ngày hôm nay thì các bạn cũng thấy là cái điều tương tự cũng đã xảy ra vàng thì tăng lên trong cái thời điểm mà được thông báo bởi Fed nhưng mà sau đó vàng tăng lên gần là 2.000 đô nhưng mà bây giờ đã trả trở về ở cái mức là các bạn thấy là 1.936 cái mức à, gần như là thấp hơn hôm qua một ít và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ các bạn đã thấy được là các chỉ số cũng đã tăng lên cái lúc mà Fed đang phát biểu thì chỉ số S&P 500 các bạn thấy là đã, đã phá đến cụ lập đỉnh mới tương tự chỉ số của Nasdaq cũng đã phá đến cụ lập đỉnh mới ngày hôm nay nhưng mà sau đó thì cũng đã trả trở về ở cái mức ngày hôm qua thì thường thấy là có nhiều bạn comment trên Facebook và Twitter nói là không hiểu tại sao mà các thị trường như là vàng, như là chứng khoán và thậm chí là Bitcoin tăng nhanh trong lúc mà Fed đang phát biểu nhưng mà sau đó lại trả trở về. Thuận thì nghĩ là tại vì mọi người ai cũng đoán được là Fed sẽ chấp nhận phần trăm lạm phát cao hơn cho nên đã tính vào các sự tăng trưởng mấy hôm nay nhưng mà Thuận thì không nghĩ là các nhà đầu tư hiểu hết về những gì đang xảy ra khi mà Fed cho phần trăm lạm phát tăng lên rồi in tiền Tại vì điều này sẽ làm cho đồng đô la ngày càng mất giá trị thì mọi người sẽ không giữ tiền mặt nữa mà mọi người sẽ dùng tiền mặt của mình để mà đưa vào trong những cái thị trường tại sao vì các bạn thấy được là phần trăm tiền lời ngân hàng rất là thấp trái phiếu phần trăm cũng rất là thấp thì các bạn cứ nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra thì mọi người sẽ đổ tiền vào trong những loại tài sản bơm các tài sản lên như là chứng khoán như là bất động sản vàng như là bitcoin chẳng hạn điều này các bạn sẽ thấy được khiến cho những loại tài sản sẽ tăng lên trong thời gian tới đây Tuy nhiên đây chỉ là những cái suy nghĩ cá nhân của thuận các bạn nghĩ sao vì vấn đề này các bạn hãy chia sẻ sẽ comment ở phía dưới Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn gửi tới cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thu hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nếu như mà bạn muốn theo dõi Thuận trên những mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để các bạn tìm thấy những cái link chính thức của Telegram, của Twitter và của Facebook À, và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn giao dịch nào thì các bạn hãy nên bấm vào cái link ở phía dưới video này để mà tìm thấy những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital như là các bạn có thể tham gia vào sàn Margin FX Tham gia vào sàn Margin FX thì bạn có thể đăng ký thông qua link của Thuận và sau đó có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance tham gia thông qua link của Thuận các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi, và các bạn cũng có thể tìm hiểu những cái sàn như là sàn Bybit, uh, sàn Coinbase, sàn là ứng dụng BlockFi. Tuy nhiên, tham gia trading crypto cũng nguy hiểm cao, cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao. Và đặc biệt là nếu như các bạn tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại còn cao hơn, cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không có kinh nghiệm trading. Và Thuân sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Tạm biệt các bạn!